Vâng, em xin được mến chào toàn thể các bác. Kính thưa với các bác, thì trước mặt các bác là một bộ karaoke đã được set up hoàn chỉnh, test chất âm nhạc cũng như là chất âm về mic, và tất cả các dây jack đã được đấu nối cũng như là ký hiệu rất là chi tiết trước khi vận chuyển lên đường về Sơn La các bác nhé. Với đơn hàng này là của anh Lê Hoàng đó ở huyện Mai Sơn, Sơn La các bác nhé. Trị giá là 15.400.000 như một cái cấu hình các bác đang nhìn thấy đây. Với một cấu hình như vậy thì cho phép các bác hát karaoke hay cũng như là nghe nhạc hay các bác nhé. Cũng rất là nhiều các bác đã đặt cái combo bộ như vậy ở trên kênh của bên em, cũng khá là nhiều các video rồi. Nếu mà các bác nào quan tâm đến kênh của bên em thì chắc chắn sẽ gặp những video mà em test cho các bác khách hàng về hát karaoke, test nhạc G-Mix, DJ. Đó. Rất là nhiều các bộ được lên đường. Thì với cái cấu hình này thì có một chiếc đẩy đen nét hàng bãi các bác nhé. Hàng bãi xịn MDA5. Thì dòng đẩy này là dòng đẩy 2 kênh. Một bộ mic thế hệ mới KM600, mà dòng mic không dây có chế độ gia tốc tự ngắt sau 3 giây 15 là 10 phút các bác không động chạm đến tay mic sẽ tự động tắt nguồn các bác nhé. Rất là hay. Một chiếc nâng tiếng Idol 100 đó. Một chiếc vang cơ có chế độ Bluetooth USB cổng quang đầy đủ, model là A12 các bác nhé. Thì với dòng A12 này bên em sẽ có hai dòng mặt phay trắng và mặt phay đen như vậy. Và cuối cùng đó là một đôi loa B3, một bát 30, một kèn các bác nhé. Đó, như các bác đang nhìn thấy đây. Thì tất cả các cái dây jack thì bên em cũng đã ký hiệu rất là chi tiết ở đây rồi. Đây là hai tay mic của dòng mic KM600 các bác nhé. Đó. Ký hiệu tất cả rất là đầy đủ, cổng quang AUX. Đó, và bên dưới đều như vậy. Tất cả các dây jack thì bên em đều tặng dây jack xịn hết các bác nhé. Thì tất cả các bác mua hàng bên em thì bên em sẽ ký hiệu rất là chi tiết và cẩn thận như vậy. Về các bác chỉ việc xếp thứ tự đúng các thớt như vậy là các bác đấu được các bác nhé. Rất là đơn giản thôi ạ. Và đây là cái thông tin mà anh Lê Hoàng có đặt đây. Hiện tại thì nhà anh đang sử dụng một cái TV đời mới. Thì một là sẽ dùng cổng quang nhé. Đấy, cổng quang. Đấy, hai là sử dụng cổng 3.5. Đấy. Anh có gửi cái tivi cụ thể đằng sau thì em có ký hiệu hết rồi. Đó, về chỉ việc đấu và dây jack thì bên em sẽ tặng kèm cổng quang dây 3.5 đầy đủ. Về chỉ việc cắm vào đây thôi là có tín hiệu thôi ạ. Đó, rất là đơn giản. Đó. Thì đây là địa chỉ của anh đây. Huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Đó. Đây anh có đặt cọc bên em là 1.000.000 và khi nào anh nhận hàng thì anh sẽ kiểm tra cũng như là thanh toán nốt cho bên vận chuyển. Các bác nghe nhá, tiếng lên rất là hay các bác nhá. Chi tiết và là thì ở đây thì em cũng đã có ký hiệu dây ra loa này, cổng vào 1-2 này, và ở đây thì jack khóa loa thì bên em cũng có đầu nối nhá. Về thì anh Đi Hoàng cũng chỉ việc cắm vào thôi và xoáy sang bên phải một cái, muốn rút ra thì kéo ngược lại một chút như thế này là được. Đó rất đơn giản như vậy thôi ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, em cũng rất là cảm ơn anh Lê Hoàng đã tin tưởng và sử dụng các cái dòng sản phẩm bên cửa hàng bên Micro Audio. Các bác nào mà có nhu cầu một bộ karaoke hoặc là những cái dàn sản phẩm thớt nhỏ thì các bác có thể liên hệ trực tiếp các bác nhé. Liên hệ trực tiếp để bên em tư vấn thêm cho các bác qua cái số điện thoại 0977 434 361 các bác nhé, hoặc là các bác có thể kết bạn Zalo cũng là số điện thoại đó luôn, 0977 434 361 các bác nhé. Vâng, em cũng xin được kết thúc video. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.